Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Hơn 30 cây cầu lớn nhỏ là một trong những điểm nhấn chuyên môn đặc biệt ở trong chặng đua ngày hôm nay từ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang về với thành phố Cần Thơ, đường dài 148 km. Và với chặng đua đi qua địa phận của tỉnh Vĩnh Long thì các tay đua của ekip 620 Châu Thế Vĩnh Long và 620 Nông nghiệp Vĩnh Long chắc chắn rất muốn giành được một chiến thắng chặng để dành tặng cho người hâm mộ. Nhưng họ sẽ có thể làm được điều đó hay không và làm điều đó như thế nào? Hãy cùng đến với chương trình Vui Nước Rút của truyền hình thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Chặng đua thứ 22 từ Tiền Giang về Cần Thơ có lộ trình đi qua tổng cộng 5 tỉnh thành, trong đó có Vĩnh Long, quê nhà của hai ekip 620 Châu Thới và 620 Nông nghiệp Vĩnh Long. Ý nghĩa đặc biệt này khiến Võ Thành An và đồng đội bước vào chặng đua hôm nay với một kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Dạ thì nhiệm vụ của em hôm nay là sẽ cố gắng cùng các vận động viên tấp đầu và em sẽ không làm việc hết sức mình để giữ cái chùm đó lại và về đích em sẽ còn sức để hỗ trợ đội kéo về cho Martin Lát rút đích. Vĩnh Long muốn chiến thắng là điều hiển nhiên, nhưng không có nghĩa các ekip khác sẽ chấp nhận để thế trận diễn ra dễ dàng như vậy. Như thường lệ, đội trưởng của thành phố Hồ Chí Minh Vinama Trần Thanh Điền tiếp tục đóng vai trò mũi nhọn tấn công, hợp cùng Loic Desriac của Dược Domesco Đồng Tháp và bộ đôi Nguyễn Phạm Quốc Khang, Nguyễn Văn Hiếu của Đồng Nai ở phía trên, nỗ lực duy trì tốc độ của top 1 để tính toán chiến thuật cụ thể. Như vậy, tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang đã là người giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường đầu tiên trong chặng đua ngày hôm nay. Ở phía sau đó là Loic Desriac, đó là tay đua Trần Thanh Điền và Võ Thanh An. Và sau sprint vừa rồi thì có lẽ chúng ta cũng đã bắt đầu thấy được cục diện ở trên đường đua. Loic Desriac muốn nhóm đi đầu này tiếp tục đi xa, họ bỏ cho các tay đua cạnh tranh điểm thưởng dọc đường này để giúp cho họ có thêm tinh thần và tiếp tục cùng nhóm này đi xa. Tay đua Trần Thanh Điền cũng cố gắng có mặt ở trong nhóm này để hướng đến đồng đội chặn. Trong khi đó thì Võ Thanh An cũng bỏ không cạnh tranh ở giải thưởng dọc đường đầu tiên này mà chủ động nằm theo nhóm 6 tay đua để dưỡng sức, và điều quan trọng hơn hết đó là báo khoảng cách với đoàn ông phía sau. Bởi vì ở góc máy camera vừa rồi chúng ta thấy là đoàn ông phía sau không còn được kiểm soát bởi các tay đua An Giang theo một tông dài nữa mà xen lẫn vào đó, đó là các tay đua của ekip 620 Châu Thế Vĩnh Long và 620 Nông nghiệp Vĩnh Long. Nhiệm vụ chỗ em là hiện bây giờ em không có trong tổng sắp và thuộc trong vận động viên bị loại, thì tụi em sẽ cố gắng kiếm đường thoát ra đi, cứ tấn công liên tục, chừng nào mà xúc top ra đi được thì tụi em mới ngừng. Nếu nhóm một này có thể đưa nhau về đích, tập thể An Giang không chịu ảnh hưởng quá nhiều ở các danh hiệu cá nhân như áo vàng, áo cam, áo xanh. Thậm chí họ cũng chấp nhận để thành phố Hồ Chí Minh Vinama nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng đồng đội, bởi đó đã không còn là ưu tiên số 1 của thầy trò huấn luyện viên Lê Thành Liêm. An Giang không mặn mà bắt tớp, nhưng Vĩnh Long thì khác. Mục tiêu tìm kiếm chiến thắng chặng buộc họ phải tích cực làm việc từ rất sớm ở chặng đua hôm nay. Lúc này thì nhóm 1 đã chính thức bị đoàn đồng ở phía sau bắt lại và ngay lập tức có một tay đua của thành phố Hồ Chí Minh Vinama phát pháo tấn công đi. Vào thời điểm này còn 35 km nữa mới về tới đích thì thật sự là đội 60 Châu Thế Vĩnh Long là phải là theo dõi kỹ các đối thủ, đặc biệt là những cái ngoại binh của các đội có ngoại binh ở nước ngoài tấn công những cây cầu như tôi dự đoán. Còn nếu mà không có ngoại binh tấn công tốc độ cao ở những cây cầu thì 60 Châu Thế Vĩnh Long sẽ đưa về đích để cùng với nhau rút, mà thời điểm cuối thì đặc biệt là vận viên Matelet này, Lát này là phải chứng tỏ cái khả năng đây là chặn về địa phương mình. Hai ekip Vĩnh Long hoàn toàn làm chủ đoàn đua trong khoảng 10 km cuối, ngay cả khi những cuộc tấn công ở chân cầu Cần Thơ diễn ra vô cùng quyết liệt. Như đã dự báo từ trước, cầu Cần Thơ cách đích chỉ khoảng 6 km là điểm nhấn chuyên môn quan trọng trong lộ trình thi đấu hôm nay, nơi các tay đua cố gắng tận dụng đoạn dốc leo để tạo nên sự khác biệt. Đây là nhóm các tay đua ứng viên vừa có một đoạn tấn công ở trên khu vực cầu Cần Thơ: Safa Novikov, Igor Folov, Timofey Ivanov. Một tay đua của ekip Lâm Phúc Đồng Nai có lẽ là Nguyễn Hoàng Sang cùng với Phạm Lê Xuân Lộc đã tận dụng dốc cầu này để mở tốc độ. Một tình huống thi đấu rất tự tin của các tay đua An Giang. Họ hoàn toàn có thể kiểm soát được, tính được, làm được. Không cần để Peter Rikunov phải cố gắng đeo bám vào top 1 này như những gì thường thấy ở những chặng trước kia, mà họ chủ động ráp đội hình để rượt bắt. Nhưng An Giang
tăng tốc độ được bắt thì họ cũng bỏ ra thể lực. Và lúc này thì những người có lợi thế đang là các tay đua của ekip xe đạp Vĩnh Long và quân đội quân khu 7. Một lần nữa thì ekip xe đạp Vĩnh Long lại tràn lên phía trên để làm tông, vì họ biết rất quan trọng trong việc họ có được vị trí ở đoạn độ dốc cầu. Nhưng vừa rồi đến một nỗ lực nữa của tay đua Nguyễn Hoàng Sang, anh ta không muốn những nỗ lực của mình bỏ ra là vô ích. Đó không phải Nguyễn Hoàng Sang mà là Đặng Thành Được. Một cú nhấn bàn đạp rất mạnh mẽ của Đặng Thành Được, anh đã giãn cách ra được một khoảng ngắn so với đoàn đông ở phía sau. Bản thân em muốn dành cái gì đó cho đội và cho chính bản thân mình. Tại vì đội em từ lúc tới giờ gặp rất nhiều chuyện không may mắn cho đội em. Và hôm nay chạy hết khả năng của mình có thể trong những km cuối và muốn kiếm thắng chặn cho chính đồng đội của mình và cả người hâm mộ Đồng Nai. Các cuộc tấn công nhỏ lẻ đều bất thành, khiến cho sàn diễn ở Bạch Đích tiếp tục là nơi tranh tài của những chân rút hàng đầu cấp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Với lợi thế xếp đội hình từ sớm, Martin Lass rõ ràng là ứng viên số 1 cho chiến thắng chặn. Trong khi ở phía sau, cuộc cạnh tranh tìm kiếm một vị trí đẹp diễn ra cực kỳ căng thẳng giữa Lê Nguyệt Minh và Peter Rikunov. Trong tình thế đội nhà không chủ động làm tông riêng, hai chân rút của thành phố Hồ Chí Minh và An Giang buộc phải nương theo tốc độ mà ekip Vĩnh Long tạo ra ở 500m cuối. Đây là khoảng cách 500m cuối cùng. Lại thêm một cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở đích đến nữa. Tay đua Võ Đăng An tách ra và người đang làm tốc độ cao có lẽ là Roman Viking. Ngay phía sau đó là Mikael Ren. Như vậy là tay đua áo vàng đã tuột lại ở phía sau. Giờ chỉ còn là cơ hội cho Martin Lass, cho tay đua Trần Tuấn Kiệt và cho Lê Nguyệt Minh. Đoạn nước rút mở ra, Martin Lass đang là người làm tốc độ. Martin Lass vẫn đang có được một vị trí thuận lợi. Và đó là chiến thắng cho ekip 620 Châu Đới Vĩnh Long. Chúng ta xem lại đoạn tranh chấp nước rút này. Lê Nguyệt Minh đã cố gắng đeo bám Martin Lass, nhưng trước sức mạnh của chân rút đẳng cấp răng tua thì Lê Nguyệt Minh cũng phải chịu thua một thân xe. Khi vào khoảng là 3 km cuối thì Vĩnh Long đang xếp tài và Rigonov đã nằm sau tài của Vĩnh Long, thì mình thấy cái tài đó là muốn mà giành chiến thắng chặn hôm nay là chỉ có một tài đó, chứ mà mình là nằm sau hai bạn Rigonov và bạn Martin Lass thì mình không thể nào mình rút thắng được. Thì mình và Rigonov đã cố gắng chen lẫn nhau để đeo bám Martin Lass. Qua đó thì mình và Rigonov đã bị mất sức rất là nhiều ở đoạn đó. Thì Martin Lass thì nhờ được đồng đội hỗ trợ thì với cú nước rút tuyệt vời cuối thì chiến thắng đã dành cho anh ta. Việc Peter Rikunov không chủ động tranh chấp ở đoạn nước rút là hoàn toàn dễ hiểu, bởi anh lo sợ rủi ro xuất hiện. Việc bảo vệ an toàn các danh hiệu mình đang nắm giữ mới là điều quan trọng nhất. Với Martin Lass, chiến thắng chặn thứ 7 ở cuộc đua năm nay giúp anh thu ngắn cách biệt với Peter Rikunov trên bảng điểm áo xanh từ 40 xuống còn 25 điểm, hứa hẹn cuộc cạnh tranh tiếp tục diễn ra hấp dẫn cho đến chặng đua cuối cùng. Vâng, quả thật mỗi chặng đua đi qua những địa phương nơi có các tỉnh thành của các đội đua thì họ đều luôn có nhiều hơn những sự quyết tâm và động lực để cố gắng thi đấu. Và chắc chắn là chiến thắng của Vĩnh Long ngày hôm nay cũng sẽ hứa hẹn một tập thể khác cũng sẽ rất chiến đấu vào ngày mai khi mà họ sẽ thi đấu về với vùng đất quê hương của mình, đó là tập thể An Giang, với chặng đua từ thành phố Cần Thơ về với thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Và đó cũng sẽ là những gì mà chúng ta chờ đợi vào ngày mai. Còn đến đây thì chương trình Buôn Nước Rút ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Ba cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải, từ tay đua các tay đua tiến về Long Xuyên, An Giang. Lộ trình ngắn với một giải thưởng dọc đường duy nhất đặt tại công viên Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, hứa hẹn những pha tấn công quyết liệt từ đội chủ nhà An Giang. Liệu Peter Rikunov có tiếp tục khẳng định sức mạnh để đáp trả tình cảm người hâm mộ tại đích đến trước tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thành phố Long Xuyên? Hãy cùng đón xem chặng 23 lúc 8 giờ ngày 28 tháng 4 trên kênh HTV9 và HTV Thể Thao. Giải phóng điện biên, ô đôi ta nghe quân trở về giữa mùa đầy hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui, bản đồ xưa đưa lúa mới trồng nghe đàn em bé giữa đồng tháng hay dèo.
đêm Tây Bắc, đồng bào nào nước mong đó đã trở về. Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm.